hoa rơi. Loài người vô tình dẫm nát thân em, loài người vô tình giày xéo lên em, loài người vô tình giết chết đôi em. Em ơi em ơi, trong đêm mâu sau những cơn say, thấy lòng mình vẫn bơ vơ, và từng đêm về lòng vẫn cô đơn, và từng đêm về vẫn xa xôi, và từng đêm về lẽ vẫn đầy vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như sẽ ra sao. Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Loài người vô tình em sẽ về đâu? Cậu phải, cái bệnh tiểu đường quan trọng nhất là cái an thần. Cậu phải mua cái que thử, cái que thử đó cậu phải thử để cậu điều chỉnh cái lượng đường ở trong máu của cậu lúc nào nó cũng 12 hoặc 13 là tối đa. Cậu đừng bao giờ để trên 14. Mà cái đường mà nó cao là do cái an. Và cậu uống thuốc thì cái an là hết sức quan trọng. Cậu bớt ăn cơm lại, mỗi bữa cậu chỉ ăn nửa chén cơm hoặc là không cần ăn cơm, thì cậu ăn rau với cá, rau với thịt là tốt nhất, mà ăn ít ít. Cái bệnh tiểu đường là không cho phép mình ăn nhiều, chỉ cho phép mình ăn chút, nhưng mà ăn hoài, mà ăn những loại tránh ăn tinh bột. Là vì cậu mà ăn tinh bột thì đương nhiên là cái đường nó phải còn. Thì bây giờ tôi mới đi mua các que thử sáng nay để tôi biết, tôi chừng khoảng tôi mua 250 ngàn mà được 25 cây, thì có tính bình quân là 10 ngàn một cây. Thì tôi khuyên cậu là cậu phải thử, cậu phải theo dõi liên tục, một ngày cậu thử, trước bữa ăn cậu thử, trước bữa ăn cậu thử, thử có, đừng có cho nó lên từ 14, 12, 13 đó là cậu giữ được cái đường, thì cái chân của cậu mới giữ được cái chân này. Còn mà nếu mà cậu không giữ đường được là cái chân nó hơi được. Bởi vì cái bệnh tiểu đường á, mà cậu để nó nặng á, tôi nói cậu hoài đó, để nặng là một là cưa chân, hai là đuôi mắt. Thì bây giờ ráng giữ lại cho tôi, trong anh em thì tôi tiểu đường lâu, rồi bà xã tôi bị tiểu đường năm nay cũng thăm cũng 20 mấy năm rồi, thì cũng có những cái kinh nghiệm. Bây giờ sáng anh ba ăn gì vậy? Sáng thì nếu mà cậu ăn phở nha, bây giờ tôi nói cậu ăn phở ở đây phải không, thì cậu ăn nửa tô, cậu không ăn được một tô, rồi 2 tiếng đồng hồ sau cậu ăn tiếp nửa tô. Còn bữa ăn thường á thì cậu cố gắng ăn nửa chén cơm thôi, còn bao nhiêu là cậu ăn rau với thịt đó, mà cũng không ăn no nữa. Cái bệnh tiểu đường là cái bệnh cứ ăn lần ăn chút, nhưng mà tránh ăn tinh bột. Cậu mà ăn tinh bột thì cậu không cách gì cậu làm được đường hạ được. Cậu phải theo dõi hàng ngày, cậu phải theo dõi, cậu thử hàng ngày để cậu mua thuốc, cậu uống hàng ngày, uống liên tục y như mình ăn cơm nhá. Chứ cậu không có phải tới chừng nó cao mới uống là không đúng. Cứ uống liên tục, ngày nào cũng phải uống, ngày nào cũng phải uống vậy thôi. Hôm qua đi bà bác sĩ nội tiết, là bà đó là bà để bà điều chỉnh đường mỡ trong cơ thể của mình, thì bà có cho to thuốc uống, bà có dặn dò, bà có hướng dẫn uống một tháng thử rồi sao. Còn hồi sáng này em thử thì nó là 12 12 rút
đó. Cậu cậu cứ cậu giữ 12, 13, 12, 13 đừng đừng có cho nó là lên trên 14. Nhưng mà nói trong tương lai bà sẽ cho em xài cái chích insulin chứ không uống. Chích là khi nào mà uống nó hết hiệu quả rồi mới chích, chứ cậu chích nó phiền lắm. Là vì cậu uống nó còn hiệu quả mà. Nếu mà cậu uống mà cậu giữ được cái lượng 12 là tốt, là vì vợ chồng tôi là uống năm nay đã 20 năm rồi vẫn còn hiệu quả nữa. Khi nào mà cậu uống hết hiệu quả, thuốc không có hiệu quả gì nữa là phải chích, đúng. Vì cái lá mía mà nó hư. Còn như đầu dạy thì cậu cố gắng cái tiểu đường quan trọng nhất là cậu ăn, cậu đừng ăn cơm nha. Tránh em ăn. Không ăn cơm em chịu nổi, nó sốt bụng không quá. Phải rón chịu ăn nửa chén cơm thôi. Cậu ăn rau có thiệt mà cũng không ăn được, không ăn rau chứ có thiệt nhiều nữa, nghĩa là ăn chút, ăn nghĩa là cứ 2-3 tiếng đồng hồ ăn lần, 2-3 tiếng đồng hồ ăn lần, mỗi lần ăn một ít thôi. Nhưng mà tránh ăn tinh bột, những cái gì mà dính tới tinh bột như bánh mì đồ đó là đẹp dẹp hết, là không ăn nhiều, ăn chút chút thôi. Rồi bây giờ cậu là cái người có tiền chứ không phải những người khác, là cậu phải mua que thử, cậu cứ cậu thử, cậu giữ ở cái mức độ 12-13 mà cậu mua cái loại que thử nào à? Que thử giống anh xài đó. Cái loại đó được á. Cậu phải chịu khó sáng cậu thử, chiều cậu thử, sáng cậu thử, chiều cậu thử. Anh chỉ thử cái buổi sáng sớm không à? Thì cũng được, nhưng mà sáng sớm đó cậu đừng có cho nó lên cao nha. 12 là được, đúng. Tối đa là 13. Bà cho tăng liều thuốc lên mới được 12 đó. Thì giải là 12 là tốt rồi. Good rồi. Giải thôi, có gì đâu. Vậy tôi bị tiểu đường hôm nay cũng mấy chục năm rồi mà tôi duy trì tốt rồi, không thấy rồi. Hôm nay anh ba có sử dụng cái laptop gì không? Có. Cũng xài cái của Quy nó gửi về nó cho. Xài rành chưa? Tôi cũng xài bình bại ba chứ không. Thì để có báo rồi vậy thôi hả? Để có báo rồi vậy thôi. Rắn giữ cái chân á. Chứ cậu mà mắc cái chân rồi là giờ cũng khổ rồi. Rồi sáng em cắt chỉ, rồi có quay phim trong lúc cắt chỉ gửi lên bên cho bạn coi. Đó là gắn giữ, nhưng mà tôi nói với cậu cái tiểu đường là cái ăn á nha. Nhớ là cái ăn á. Cậu đừng có ăn cơm, cậu chịu khó cậu ăn rau như tôi nè. Trưa nay là tôi ăn rau với thịt thôi chứ tôi không ăn cơm, không ăn hộp cơm. Thành ra cái đường của tôi cũng tốt mà bà xã tôi với không có ăn no nữa. Cậu ăn cái cách tiểu đường là cậu phải ăn một lần một chút, một lần một chút, nhưng mà ăn cứ 2-3 tiếng đồng hồ ăn, 2-3 tiếng đồng hồ ăn, chứ không ăn no một lần. Thế cậu ăn no một lần là đường nó lên. Thôi mà rắm giữ thôi, gãy vô thăm cậu một chút.